Cho magie tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch axit chlorhydric 2M. Như vậy ở đây để cho chúng ta đó là cho V dung dịch HCl là bằng 100ml. Ở đem đổi sang thì thằng này tương ứng với 0,1 lít. Nồng độ mol của HCl là bằng 2M. Rồi, các bạn nghe kỹ. Cái bước đầu tiên của bài toán này đó là chúng ta hãy tính mol. Bây giờ ở đây người ta cho chúng ta là thể tích dung dịch và nồng độ mol. Thể tích dung dịch, nồng độ mol này thì tất cả nó đều rơi vào công thức 14. Như vậy ở đây em sẽ áp dụng công thức 14 để tính. Bây giờ như vậy em sẽ đi tính mol HCl bằng cách áp dụng công thức là CM nhân cho V dung dịch. CM là 2, V dung dịch là 0,1. Ở đây mình tính được là bằng 0,2 mol. Rồi, sau đó em ghi phương trình. Đó là magie đi tác dụng với axit chlorhydric để tạo thành magie clorua cộng hydro căn bằng. Sau đó xác định trạng thái. Lưu ý là các bài toán mà kim loại tác dụng với axit và tất cả các bài toán mà sau này chúng ta đụng liên quan tới nồng độ mol và nồng độ phần trăm, nếu bạn không xác định trạng thái thì chúng ta sẽ không lại nhìn rõ vấn đề được. Magie trạng thái rắn, HCl trạng thái dung dịch, MgCl2 dung dịch và hydro trạng thái khí. Cái đó em áp dụng cái phương pháp tỷ lệ chuyển mol cho tất cả các chất luôn. Đó là phương pháp hai dòng mol phân trình và mol đề. Mol phân trình đây là 1, 2, 1, 1. Mol đề ở đây chúng ta đã có mol của HCl là 0,2 mol. Từ đây em chuyển cho các chất trong phân trình thì đây là 0,1 mol, 0,1, 0,1. Đây là bước cơ bản nhất và chúng ta phải làm được bước này. Được chưa nào? Người ta nói như thế này, câu A là viết phương trình phản ứng và cho biết phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào. Như vậy đây là câu A. Thằng này thuộc loại phản ứng thế. Được chưa? Chúng ta đến câu B. Tính khối lượng magie đã phản ứng và thể tích khí hydro thu được. Rồi. Câu B thầy mời Ngọc đi. Tính khối lượng magie đã phản ứng và thể tích hydro thu được, tính được không em ơi? Rồi, tính khối lượng magie bằng cách nào? Tính thể tích hydro bằng cách nào? Dạ thưa thầy là khối lượng của magie. Nó không nghe gì hết. Lấy mol nhân cho khối lượng mol. Bạn nói gì đó nó mình nghe không rõ. Giờ đây thầy mol là bằng 0,1 nhân cho 24. 2,4 gam. 0,1 nhân cho 22,4 bằng bao nhiêu em ơi? Cái là bằng 2,24 lít không? Dạ phải. Rồi chúng ta hết câu A. Câu A khá là đơn giản. Câu B yêu cầu chúng ta là tính nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng. Biết rằng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng, tức là tính nồng độ mol của MgCl2. Đây, chúng ta sẽ đi tính nồng độ mol của MgCl2. Theo công thức thì chúng ta sẽ lấy mol của MgCl2 trên V dung dịch MgCl2. Như vậy đây là bước thứ 3. Để làm được cái tính nồng độ mol này thì chúng ta trải qua hai bước. Đó là em đi tính mol của MgCl2. Tính mol của MgCl2. Mol MgCl2 nằm trong phương trình đây, nó bằng 0,1 mol. Tiếp tục. Bước thứ 2 em đi tính đó là tính thể tích dung dịch MgCl2. Bạn lưu ý cho thầy này. Ở đây người ta nói khá là rõ này, biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Rồi, chúng ta sẽ đi tính thể tích của dung dịch sau phản ứng thì chúng ta sẽ áp dụng công thức 34. V dung dịch sau phản ứng bằng V dung dịch trước phản ứng. Rồi, sau phản ứng là MgCl2, trước phản ứng là HCl. Như vậy thể tích hai thằng này bằng nhau.
và bằng HCL là bằng 0,1 lít. Như vậy nó sẽ bằng V dung dịch của HCL là bằng 0,1 lít. Cái đó mình ra vào M là 0,1 thể tích là 0,1. Cái này mình tính được nó là bằng 1 m, được chưa nè. Rồi hết câu C. Có ý kiến gì về câu C không? Dạ không thầy. Rồi không thì chúng ta đến câu D. Câu D này: tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl đã dùng, biết DHCl bằng 1 gram trên ml. Thanh làm được câu này không Thanh ơi? Dạ được thầy. Nồng độ gì? Nồng độ phần trăm. Nồng độ phần trăm của HCl áp dụng công thức nào? Dạ thầy là bằng m tích tan trên 10 dung dịch nhân cho 100%. Chúng ta lấy khối lượng HCl trên khối lượng dung dịch HCl nhân cho 100%. Rồi nhiệm vụ của bạn, đây là cái đích đến bước 3. Nhiệm vụ của em là đi tính mol, tính khối lượng HCl. Tính khối lượng HCl em tính được không? Dạ được thầy. Dùng công thức nào? Mol nhân cho khối lượng mol. Đúng rồi. Bằng 0,2 nhân cho 1 cộng 35,5. 0,2 nhân cho 1 cộng 35,5 là nhân cho 36,5. Tính giúp bằng? Bằng 7,3 gram thầy. Rồi tiếp. Rồi tiếp tục em. Dạ thầy, là giờ tính khối lượng của dung dịch HCl. Em ta coi ở đây người ta cho cái gì rồi? Người ta cho thể tích chưa? Dạ rồi thầy. 100 D có chưa chưa? Dạ rồi. Mời dung dịch dùng công thức nào? Dạ thầy dùng công thức là D nhân V. Là công thức 32 24 24 B dung dịch là bằng V dung dịch nhân cho D. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức 24. Bước 2 em đi tính M dung dịch HCl. Em lấy V dung dịch nhân cho D. Bây giờ tôi hỏi bạn là V dung dịch này có đổi không? Dạ không thôi. Tức là mình không đổi thì mình dùng bao nhiêu? Dạ mình dùng 100 ml. Đúng rồi, dùng 100 ml. Chúng ta nên ghi cái đơn vị đây để chúng ta chứng minh lại một lần nữa. D của hắn là cho 1,1. Ok. Gam trên ml. Rồi bằng bao nhiêu gam em ơi? Dạ bằng 110 gam. Đúng rồi. Lý do mình không đổi đơn vị vì cái đơn vị đây là mililít này. Đây mililít này thì hai thằng này rút gọn cho nhau. Hiểu không? Yeah. Đó, rồi. Như vậy sau khi chúng ta có rồi, em ráp vào được không? Dạ, yeah, được thầy. Tính đi. Dạ. Xấp xỉ bằng 6,637 thầy. 6,63 thầy. 37 thầy là số 4 chứ. Dạ. Làm tròn sẽ cho phải hai con số nha. Dạ. Rồi chúng ta cài đặt đúng rồi số không? Cho nên là đây 6,13 ta. Tính đúng không các bạn ơi? Bạn bên đây giúp thầy coi. Đúng không Nguyên ơi? Đúng rồi. Đúng rồi, chắc đập số bị nhầm. Như vậy đây là 6,64 em nha. Rồi chúng ta đến câu E. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng. Chúng ta thấy này, sau phản ứng là sau dấu mũi tên này, thì có hai chất đó là Mg sẽ là 2 là dung dịch hydro, chúng ta là khí. Như vậy tính nồng độ phần trăm ở đây là tính nồng độ phần trăm của dung dịch Mg sẽ là 2. Câu E. Đây chúng ta đến câu E này. Điều cầu chúng ta là tính nồng độ phần trăm của nào đây? Mg sẽ là 2.
Tìm sao lấy khối lượng cho tan là mg sl2 trên khối lượng dung dịch mg sl2 và nhân cho 100%. Đây là cái bước đến của chúng ta, đây là bước 3. Để đến bước 3 này chúng ta cần tìm từ số và mẫu số. Nguyên làm giúp thầy câu này, phần còn lại Nguyên ơi. Bạn gì? 0,1 mg sẽ là 2 bao nhiêu? Này bấm máy tính em ơi. Rồi, 9,5. Rồi, bước tiếp theo em là bước 2. Em sẽ đi tính bờ dung dịch sau phản ứng. Bờ dung dịch mg sẽ là 2. Em biết tính không? Em đúng rồi, nhưng mà nói là chưa là chuẩn tuyệt đối đúng em nha. Em sẽ lấy khối lượng của magie này cộng cho khối lượng dung dịch HCl này. Nãy bạn nói là khối lượng HCl, đây là người ta hiểu nhầm, đó là khối lượng chất tan trừ đi hydro ráp vào. Magie đề là cho, nay mình tính ở đây là 2,4 gram. Dung dịch HCl nãy mình tính đây là 110. Khối lượng H2 thì em tính nhầm luôn. Mol đây là 0,1 nhân cho 2. Được chưa? Được không em ơi? Em tính cho thầy bằng bao nhiêu gram? Bằng 112,2 gram. Ok. Rồi, cái đó chúng ta sẽ thế vào trên này để tính. Bấm máy tính em ơi, 9,5 trên 112,2 nhân 100% và tính cho thầy bằng bao nhiêu? Bằng 8,47. Đúng được số không ạ? Thế bị lệch ta. 8,47 đúng không các bạn? Dạ. Ok, nó bị lệch tập số con này, thế thôi. Và đây là một cái bài tập mà người ta hỏi liên quan tới cả nồng độ của HCl và nồng độ của muối. Bây giờ câu hỏi này là câu hỏi hay nhất trong đề luôn.